Rosalina. Bạn đầu xe họ làm mọi cách để giành chiến thắng nha. Đã bắt đầu chưa vậy? Lại thêm thành viên khác cùng chiếc xe cát huyền thoại. Chúc mọi người may mắn nha. Chị sẽ để mắt đến em. Người dẫn chương trình thể thao đang ở đây cùng các bạn. Xin thông báo cuộc đua xe cát Mario huyền thoại chính thức bắt đầu. 3, 2, 1, đua nào. Bye bye nha. Cuộc đua thế nào rồi? Em có bỏ lỡ gì không? Xem kìa. Mọi người phải bình tĩnh lại. Chàng trai nhút nhát đang dẫn đầu. Bowser Jr. ở ngay sau. Theo tôi thấy, Bowser Jr. vượt lên dẫn trước cậu bé nhút nhát. Mình sẽ khiếu nại với ban giám khảo. Dặm đầu tiên đầy kịch tính. Em biết thằng bé đó không? Không ạ. Chị cũng vậy. Người chơi đầu tiên đã bị loại. Bye bye cậu bé nhút nhát. Mọi người thấy chưa? Cha nào con nấy có khác. Bỏ rùa chơi xấu. Ô không, xe mình. Giúp mình với. Đúng là ác mộng mà. Luigi đến cứu đi. Chuyện gì có thể xảy ra tiếp đi? Đội hỗ trợ đã có mặt. Bé Toadette, bị sao vậy em? Em không biết. Sao chiếc xe huyền thoại của tụi mình lại hư nhỉ? Nhớ lại xem mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Bớt và mình đang bàn về cuộc đua lớn tiếp theo. Em cũng muốn tham gia cuộc đua huyền thoại này. Anh em Mario, hai người giúp em gái mình nha. Đây là chiếc khách tàn nhất từ trước tới giờ. Anh có biết phải làm gì với nó không? Ý là giao phụ tùng xe đi. Tụi mình đang cần các bộ phận này nè. Ráp chúng chỗ nào đây nhỉ? Em phải chiến thắng cuộc đua. Để anh tìm. Có ai biết bắt đầu từ đâu không? Tụi mình phải nghĩ cách thôi. Đưa cô bé đi ngủ trước đã. Đúng vậy. Lại đây nào, Toadette. Chúc may mắn nha. Vào việc thôi nào, anh Mario. Bánh xe này vô dụng rồi. Em mang chiếc lốp siêu cấp đến cho chiếc siêu xe đây. Hả? Mario, cần giúp một tay không nè? Tụi mình rất sẵn lòng đây. Dễ thương vậy. Chào mừng đến với xưởng của tụi mình. Lắm thứ thú vị ha. Tụi mình nên làm gián điệp siêu xe đi. Ông ấy làm gì ở đây vậy? Bình tĩnh nào Luigi. Thư giãn nào. Ta là thầy phù thủy Kamek. Ta ở đây để giúp mọi người. Giúp hả? Làm gì chứ? Mọi người phải nghe câu chuyện của ta. Nó rất có ích đó nha. Để ta kể cho nghe về chiếc xe cát huyền thoại từng chiến thắng trong mọi cuộc đua. Đối thủ cạnh tranh ghen tị đến mức phá hủy nó. Các bộ phận của nó ở khắp vương quốc. Và vẫn chưa có ai có thể tìm thấy tất cả các mảnh và ghép lại thành chiếc xe cát huyền thoại. Ta sẽ giúp cậu và chỉ cho cậu chỗ tìm các bộ phận chính của chiếc xe. Họ biến mất rồi sao? Mình tìm các mảnh ở đâu nhỉ? Bản đồ đây. Ta sẽ quay lại ngay. Tuyệt vời. Đây là tất cả các mảnh của xe khách và nơi tìm chúng. Cho mình mượn xe với. Bộ phận mà chiếc khách nào cũng phải có chính là động cơ. Cậu có thể tìm nó không? Có lâu đài của mình ở trên bản đồ kìa. Dạo một vòng quanh công viên thử đi. Bắt đầu thôi nào. Bơm bánh xe lên. Râu của mình. An toàn là trên hết. Phải chăm sóc để hoa không bị khô. Chỉ cần hàn nó lại với nhau thôi. Và cắt ra. Pizza 4 lát phô mai là món khoái khẩu của mình. Không gì có thể khuấy mì xịn như mũi khoan của mình được. Mamma mia. Được rồi, trở lại công việc thôi nào. Mình đang bị tấn công. Rõ ràng là mình đã sai rồi.
hội mình cần đèn pha, Luigi. Đợi chút, để em chọn ít đồ. Nè, chuẩn không cần nhìn. Xem thử ông già Noel tặng mình gì nào. Đây nữa, còn rất nhiều chi tiết luôn. Tụi mình sẽ gắn áo giáp cho chiếc tháp nha. Chị bên đó, em bên này nha, chia ra tìm. Có thứ gì ở đây nè? Eww. Hình của Bowser. Kinh quá à. Được gì chưa hả? Chưa, làm hết hồn à. Này các bạn ơi, Daisy thấy gì trong học vậy? Động cơ chỉ ở quanh đây thôi. Gì đấy nhỉ? Mình đã cắm hết camera giám sát trong vương quốc rồi mà. Không, cô đã cắt đứt kết nối tinh thần giữa chúng ta rồi. Động cơ ở trong bình. Toàn là nước. Ai đổ nước vào trong này vậy? Bình tĩnh nào biết. Tụi mình sẽ sấy khô nhanh thôi. Em ướt như chuột lột vậy. Nè, bật máy sấy lên nào. Công chúa, thấy cô rồi. Máy sấy của mình. Là nó nè. Động cơ của xe khác. Cảm ơn cậu nha Thớt. Cậu được việc lắm đó nha. Thôi nào, chả có đồng xu nào cả. Chào công chúa đi kìa. Các cậu à, tụi mình tìm được động cơ rồi nè. Chính là nó. Động cơ huyền thoại. Họ bị làm sao vậy nhỉ? Được rồi, kế hoạch tiếp theo là gì đây? Giờ cần tìm chiếc ghế. Chào Kamek. Mọi người tìm được động cơ rồi à? Ông giúp bọn tôi tìm ghế được không? Tất nhiên, nó ở vương quốc mặt trăng đó. Lại mất tiêu nữa. Tôi đây, đừng lo lắng. Đường ống này sẽ dẫn đến vương quốc mặt trăng. Đi đi nào. Luigi, cậu vào trước đi. Mình đi ngay sau cậu. Bye. Vậy, tụi mình đi xử lý động cơ nha. Cắm vào đây. Vặn cho chặt vào. Sao nó không hoạt động vậy? Làm cấp cứu cho nó đi. Wow, được rồi đó. Giờ làm màu một chút nha. Mario, thể hiện mình là họa sĩ đi nào. Bowser là kẻ thua cuộc. Đây là mặt còn lại. Perfecto. Phải cắt hết các mảnh dễ thương này ra. Đủ chưa? Ổn chứ? Mang đi nào. Peach, đưa đây. Gì vậy? Không phải hả? Hay là lượt hả? Không. Gà. Không. À, tua vít. Đúng vậy đó. Chỉ có thứ này thôi. Làm tốt lắm Mario. Cuối cùng cũng tới rồi. Wow. Chào, hai người là ai? Chào công chúa Rosalina. Tụi mình muốn mượn ngai vàng của công chúa. Năn nỉ đó. Được thôi, hai người có ngai vàng. Nhưng phải bắt được hết đom đóm trước đã. Hả? Chốt. Bắt lấy nè. Mục tiêu kìa. Của mình mà. Xem tất cả đom đóm tụi mình bắt được nè. Thế bọn mình có được ngai vàng của công chúa chưa? Được thôi, đây là ngai vàng và lọ đom đóm ở trên. Đi đi, hai người cũng mệt rồi. Cảm ơn công chúa nha. Ghế cho xe khách đây rồi. Bên trên còn có ngôi sao nữa. Gắn nó vô xe đi nào. Ghế ngồi đã xong rồi.
Tiếp theo, tụi mình cần bộ giảm thanh. Nó nằm ở vương quốc của Bowser. Chúc hai người may mắn nha. Còn mình sẽ lo cho chiếc khác. Tụi mình làm gì đây? Cậu thua rồi Luigi. Cẩn thận đó nha, công chúa Daisy. Mình trùm game này rồi. Hiu, là cậu à? Tụi mình là ông bà Smith hả? Hình như bọn mình quên chiếc khát rồi. Khát à, mọi chuyện trong tầm tay rồi. Này Thu, nghe được không? Xin chào. Chả nghe gì cả. Mình đây, Thu công chúa. Mình giúp được gì đây? Tụi mình muốn ráp tấm hướng gió này cho chiếc xe. Cậu hoàn thiện nốt phần còn lại nha. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi, Thu công chúa. Tuyệt vời. Thu là người uy tín nhất quả đất. Wow, cảm ơn Thu nha. Cậu đáng được thưởng thức một tách trà cho mình hả? Công chúa tốt bụng ghê. Cảm ơn nhiều nha. Hỏi đi. Bọn tôi muốn mượn tua bin piano ma thuật của ngài. Tua bin của ta? Mơ đi. Nghĩ lại đi. Nếu Tích và ta yêu nhau thì được. Không đời nào. Công chúa là của tôi. Không, là của ta. Ta là của ngài. Được rồi, hãy lên thời hạn đi. 6 tháng. Không, lâu lắm. 4 tháng. Không. Vậy 1 tháng nha. Thôi cái giấc mơ điên rồ ấy đi. 15 phút. Chốt. Thôi vậy, còn hơn là không có gì. Đi dạo trong vườn nha, thưa công chúa. Tuyệt vời. Wow, cứng thật đó. Công chúa, nàng có thể vẽ ta mảnh mai hơn được không? Ngồi yên đi. Sắp xong rồi. Chân dung của ngài đây, Bowser. Nhìn cưng không nè. Tuyệt vời. Nhấn like đi nào. Nếu video này đạt 50.000 lượt like, tụi mình sẽ lấy nhau. Thời hạn đã hết. Cảm ơn nha. Khá lắm Mario. Tụi mình đi thôi. Họ đi đâu vậy? Bó hoa làm kỷ niệm nè. Peach. Sao ông ở đây? Bình tĩnh đi, ta là Kamet, người hầu trung thành của ngài đây. Aha, này bro Kamet, người phải phá hỏng chiếc xe khác huyền thoại của họ thì con trai ta mới thắng cuộc đua được. Rõ chưa? Làm ngay đi. Thu đã xong việc. Họ về rồi kìa. Thế nào rồi? Lấy được rồi đây. Mario, đến lượt tụi mình để lấy vô lăng kìa. Đi nào Luigi. Tụi mình làm gì với nó đi? Nó hoạt động thế nào? Chị không biết nữa. Chị nghĩ đây là mặt trên nè. Vô lăng huyền thoại đang nằm trên tảng đá kia kìa. Tụi mình sẽ lấy nó ra. Thôi nào bé ơi, xem người đàn ông đích thực ra tay nè. Này, thô lỗ quá dạ. Thôi nào cô bé, tụi mình xem ai lấy vô lăng nha. Là trời. Anh sẽ lái xe. Luigi, em đánh lạc hướng giả to con đó nha. Em làm được rồi đó. Giờ vô lăng thuộc về tụi mình. Khoan đã nào, họ không cần cô ra tay đâu. Vô lăng huyền thoại, ngươi sẽ thuộc về ta. Đến lượt em. Cố lên Luigi. Kéo ra. Hợp sức đi. Họ đang lấy ra. Yeah.
công rồi. Chiếc vô lăng này sẽ mang chiến thắng về cho tụi mình. Cậu đưa mình đến trường có được không? Thắt dây an toàn. Đi thôi nào. Ow! Cái này vừa rơi xuống à. À ha, tụi mình nối chúng với ống thải đi. Tụi mình sinh ra để làm thợ sửa xe, biết nhỉ? Ngon phết. Công chúa ơi, có vô lăng rồi nè. Từ từ Luigi, cậu làm hỏng xe mất. Xong. Đây là xe khác hay xe điện giật vậy? Xin lỗi, tụi mình quên gắn bảo vệ an toàn rồi. Luigi, tìm gì đó thú vị đi. Bên trong có gì nhỉ? Ồ, hay ho quá ha. Xem tụi mình vừa tìm được gì nè. Ngôi sao này sẽ tăng thêm sức mạnh cho chiếc xe đó. Tuyệt vời. Dẫn Claudette vào đây đi. Đừng vội mừng. Con trai của ngài Bowser phải giành chiến thắng. Thì ra đây chính là người phá xe của tụi mình. Mình đã biết cách sửa lại rồi. Xong. Lên đường nào thôi đến. Tiếp tục cuộc đua thôi. Thế nào rồi? Cô bé Claudette đã trở lại đường đua Mario Kart huyền thoại. Tiến lên nào. Vô ích thôi. Đằng nào Bowser cũng thắng. Tận hưởng món quà từ Bowser đi nè. Gì chứ? Không. Bowser, không quan tâm. Rùa sẽ thắng thôi. Rosalina bị loại khỏi đường đua. Cố lên Claudette, cậu phải thắng đó. Chúc may mắn nha bạn thân. Claudette đuổi kịp Bowser Jr. ở vạch đích rồi. Yeah, giỏi lắm. Một cây nấm không thể vượt được con trai mình. Hai người chơi đang đuối lắm rồi. Kết quả trong vài giây nữa thôi. Claudette dẫn đầu. Yeah, về đi. Cô bé đã thắng. Làm tốt lắm con trai. Bowser đã thắng. Không, Claudette thắng mà. Gì chứ? Không, con trai ta thắng. Xem lại nha rùa. Đi thôi. Tòa, bật lại đoạn về đích đi. Người thắng chính là Claudette. Chúc mừng nha. Đi thôi con à. Nơi này bị mua chuột rồi. Đi đi đồ dối cá. Wow, xe của tụi mình thắng rồi. Bật cái gì nhẹ nhàng đi Thu. Muốn một chút nho không nè baby? Pi. Bao gì? Mình thích bong bóng xà phòng. Này công chúa ơi, muốn thử chiếc xe Supercat của mình không? Này, anh chàng trên xe này là ai vậy? Oh yeah. Bấm chắc vào công chúa ơi. Âu. Thật là một câu chuyện buồn cưng à. Đó là khi mà mình mất đi công chúa của mình. Mario đã chiếm lấy cậu ấy khỏi mình. Mario. Mình sẽ lấy thêm chút trà. Trà hoa cúc là tuyệt nhất. Bánh ngọt tươi ngon. Loại mà cậu thích nhất. Cảm ơn Thu. Cậu phải thử cái bánh quy ngon tuyệt này mà mình có. Mình no rồi. Không ai di chuyển. Chú ý, tất cả các đơn vị nắm, chúng mình có thủ phạm. Cậu ta đây. Anh chàng đội mũ lưỡi trai. Đứng dậy. Mình, cậu ta, cậu ta hay mình. Hay là con chó đây. Mình, ai vậy? Cái gì? Hắn bị truy nã. Kẻ thủ ác đã tung hoành khắp vương quốc. Ôi trời ơi, cô nấm này thật hoàn hảo. Mario, cậu đã bị bắt giữ. Chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Chúng mình sẽ ném cậu sau song sắt. Mình là thợ sửa ống nước, không phải kẻ ác đâu. Thả mình ra đi. Ồ, mình đã ra tòa chưa?
Thưa quý tòa, bồi thẩm đoàn, mình không nhận tội. Đó là một sự hiểu lầm. Mình đã bị dàn xếp. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Phiên tòa chuẩn bị bắt đầu đây. Cô ấy là một giấc mơ trở thành sự thật. Ngồi xuống đi, Thư. Chú ý, làm ơn. Vậy, mình muốn xem bằng chứng. Bất kể cậu có đưa ra cái gì, mình vô tội. Mario, anh trai, kiên cường lên. Vậy, đưa ra cái máy tính bảng để bật video bằng chứng lên đi. Ồ, nhìn kìa, thật là hổ thẹn. Hành vi này là quá đáng lắm rồi đó. Mọi thứ còn tệ hơn nữa. Cậu ấy còn đập cái camera. Mọi người có thấy không? Có tội. Mình ư, không, mình không làm những chuyện như thế đâu, thưa quý tòa. Đó không phải là cậu ấy. Chúng mình phản đối, đó là một sai lầm. Im lặng nào. Cậu chuẩn bị đi trừng phạt rồi. Điều này là sai trái. Thôi à, tỉnh dậy đi. Chúng ta chuẩn bị mất cậu của chúng ta rồi. Còng cậu ta lại. Mario bị kết án, phải đi phục vụ cộng đồng. Cái gì? Không, tại sao lại là mình? Cậu phải dọn chỗ này nhanh nào. Nhanh đi. Không không không, mình không phải người của các cậu. Thôi được rồi, phải dọn thôi. Yêu, cá thật là ghê. Ui, lỗi của mình. Mình không thấy cậu ở đấy. Luigi, Mario. Em trai, nói cho em, sao anh lại phải làm việc ở đây? Tất cả mọi thứ là không công bằng. Anh không muốn dọn ở đây nữa đâu. Mình có thể giúp. Đúng lúc lắm, Thoát. Cùng lăn nào. Anh Mario, anh đang giúp em thoát ra sao? Tất nhiên rồi, chúng ta có thể giữ cái đó. Ồ, nhìn cái gì này. Xin chào mọi người. Mọi người có muốn biết cái gì bên trong cái hộp này hay không? Vậy hãy nhấn like video này đi. Cái hộp bí ẩn sẽ được mở nếu video này được 50.000 like. Nhấn nút like để tìm hiểu nào. Nhanh lên nào. Chà, chúng ta đã làm xong hết rồi. Mình ở đằng sau này, mọi người ơi. Ồ, Mario, cậu đã hoàn thành tốt. Lệnh trừng phạt của cậu sẽ qua sớm thôi. Đây. Ồ, cảm ơn anh trai. Nè, thả mình ra. Mario, cứu mình. Công chúa biết. Ai ở cạnh cậu ấy vậy? Mario giả mạo ư? Đây là công việc dành cho cặp đôi Mario siêu đẳng. Tránh ra đi, không thì công chúa sẽ bị thương đấy. Đừng có mà hồng. Thử đến đây mà xem chuyện gì xảy ra đi. Ngươi sẽ bị chúng ta đánh bại thôi, đồ giả mạo. Công chúa im miệng đi. À, đã đến lúc rồi công chúa ơi. Cậu ấy đã phá vỡ cái xích. Mario siêu đẳng, đi cứu công chúa nào. Khá là ổn. Anh em Mario siêu đẳng, công chúa Peach là của ta. Cậu ta kia rồi. Mario, hắn ta. Im đi công chúa. Có hòn đá được này. Tạm biệt công chúa nha. Tới đây hai anh em. Tấn công đi Luigi. Ném. Oh yeah. Hả trời, đó là Bowser. Thì ra đây là người lừa mình. Để anh tóm hắn. Mario, em ngay sau anh này. Ow, không phải bây giờ. Chắc là phải đi tìm đường khác thôi. Công chúa Daisy, tình thế nguy cấp quá đi. Hả? Sao? Cậu có gì vậy Thư? Mình yêu rồi, nhưng cô ấy chả để ý mình. Cậu, với Toadette, yêu á, chết thế còn gì? Không, mình chẳng biết phải làm sao. Mình biết nè, mua hoa, mua sô-cô-la. Các cậu ơi, mình nên làm gì để gây bất ngờ cho Rusty? Gợi ý món quà dưới comment nha. Ôi, xin lỗi Thư. Công chúa Peach bị bắt cóc rồi. Lại nữa.
Mẹ mới, cho con ăn đi. Không. Được. Biết gây chuyện đó nha. Này, mặc vào đi, đừng có làm bẩn đó. Cầm thìa lên, sao mình phải làm mẹ cơ chứ. Tung hứng đi, con muốn chơi vui cơ. Không muốn tung hứng tí nào nữa. Giờ mẹ kể chuyện cho con ngủ đi. Ngày xưa, ngày xưa có bốn chú rùa dũng cảm sống dưới cống. Con thích mẹ này. Hiu, lưng tôi. Gì vậy? Wow, một bông hoa lửa. Sẽ có ích lắm đây. Ồ, dễ cưng quá đi. Chà, lăn thôi nào. Ôi, ngôi nhà vườn tuyệt đẹp của ta. Hoa à, yêu các bạn. Cô răng bự, tôi có đồ ăn cho cô này. Rùi đây, ăn đi. Nè, phun ra là bất lịch sự nha. Ăn đi, nói cô đó. Ui, ai đây hả trời? Bắt được bao sơ rồi. Sao ngươi lại bắt cóc công chúa Beast chứ? Và tại sao lại giam giữ cô ấy? Hả? Chương này là quá với mình rồi. Mình có bắt cóc công chúa tận 150 ngày đâu. Thấy chưa, không phải mình. Ủa chứ ai? Đợi đã, vứt cái sừng phun lửa kia đi. Mình nghĩ mình biết ai bắt cóc công chúa rồi đó. Đi thôi nào. Không không, ở đây đi cô săn bự. Đến giờ ngủ rồi, nghỉ ngơi đi thôi. Áo giáp. Giáo. Sô-cô-la, lòng dũng cảm. Ôi, cô gái bé nhỏ của mình. Mệt quá đi, phải gọi viện trợ thôi. Thôi đấy. Jeez, nữ thần tới rồi kìa. Mình lo lắng quá đi. Có chuyện gì? Bao sơ bắt cóc công chúa Bi rồi. Hắn giam giữ công chúa trong lâu đài ấy. Thu, đưa kẹo cho cậu ấy đi. Nhưng lỡ ăn rồi, cứu mình. Thật á hả? Này, tặng cho cậu ấy đi. Được, Mario đi giải cứu công chúa. Mình đi giải cứu Mario. Ôi, nàng nắm xinh đẹp của mình. Tặng cho cậu nè. Cảm ơn. Lãng mạn quá chứ gì. Không muốn chen ngang đâu, nhưng Pip quan trọng hơn. Hang ổ của kẻ địch đi. Lực lượng của chúng ta quá yếu. Có bốn đứa thôi à. Chia ra nào. Thu, đi theo mình. Bốn là đủ rồi. Dẫn đạo quân nào. Đi thôi Luigi. Mình chán và mệt mỏi phải làm mẹ lắm rồi. Này Miss, tìm thấy rồi. Ai đây? Con có báo sự. Chắc sắp được đi gặp ông bà rồi. Cái gì mà nóng thế này? Ba nói chuyện với con ạ. Dạ, con tới ngay. Công chúa Beast, cậu ổn không vậy? Cậu bắt cóc công chúa à? Mình đã nói cả triệu lần rồi, cậu không thể bắt cóc công chúa của người khác như thế được. Nhưng đây là mẹ con mà. Beast, không. Thôi nào, ba sẽ kể về mẹ của con nha, con trai. Công chúa ơi, làm sao để mở cái lồng này ra? Đợi mình một chút. Đó, đẩy một cái đi. Tuyệt. Mau chạy trong lúc họ còn bận giải mã bí mật dòng họ thôi. Đây con trai, đọc quyển sách về những đứa con nhà Bowser đi. Cứu được công chúa của mình rồi. Luigi. Daisy. Peach. Anh trai ơi, tụi em tới cứu anh nè. Anh có ổn không? Peach, gặp lại cậu vui quá đi à. Thưa công chúa, quân đội sẵn sàng rồi. Đây ạ. Wow, mình được giải cứu rồi. Thì cần quân đội làm gì cơ chứ? Không cần gọi quân đội. Miễn nhiệm. Được. Đơn vị nắm. Miễn nhiệm. Mọi người về nhà đi. Báo động giả thôi. Bye bye. Cậu tuyệt quá. Cậu có muốn uống trà không công chúa Beast? Cảm ơn. Không phải làm tù nhân của bao sơ nữa. Thoải mái ghê đó. Đúng, cùng mở tiệc chào mừng cậu về nhà thôi. Đây là hộp bí ẩn nè. Yeah, cuối cùng cũng biết được bên trong có gì. Có gì vậy ta? Mở ra đi. Không đợi được.
À, wow, đó là burger. Mùi thơm quá đi à. Ồ, cái gì đây? Ôi, ô tô đua này dở thế mồ. Trời đất ơi, Thơ, cậu làm gì vậy? Sao lại thành thế này? Xin lỗi nha. Các cậu, có cần mình sửa chiếc xe này không? Còn bên xe đua đi, mình sẽ làm cho. Chào. Luigi. Wow.